Hiệp 1. Đấu. Trọng tài không còn gì, cái ngã thì hai võ sĩ cùng ngã. Trọng tài nhắc nhở hai võ sĩ tuyệt đối tuân thủ lệnh điều khiển trọng tài. Khiển trách được một điểm, cậu không tuân thủ là điều khiển của ông trai và vi phạm vòng cấm. Ông trai công nhận điểm tiếng ngã cho đỏ.
chưa kịp bọc. Để chuẩn bị cho lượt trận tiếp theo, chung kết 60kg nữ vô địch, Dương Anh Thư, huyện Bến Cầu, Giáp Đỏ gặp Huỳnh Thị Kim Chi, huyện Tân Châu, Giáp Xanh. Trọng tài chuẩn bị điều khiển Phạm Ngọc Quân. Ở giữa hiệp, ở nghỉ giữa hiệp, võ sĩ gốc đài xanh bỏ cuộc. Vì vậy phần thắng thuộc về võ sĩ gốc đài đỏ Lê Hồng Điệp, huyện Tân Biên, đoạt huy chương vàng.